Này mình sẽ dẫn các bạn biết chữ ca và biết chữ kiến nhé. Chữ ca biết chữ kiến. Chữ ca biết chữ kiến. Đây là nét này chứ là nét này cái chữ ca. Chữ ca và viết chữ kiến. Viết chữ kiến. Ca ca yên kiên sắc kiến. Bài tập mình đã xong, tạm biệt các bạn.